Hôm trước là chúng ta đã làm một việc là giới thiệu brightness contrast này, level này, hue saturation này, black and white này, desaturage, replace color. Ok, bây giờ chúng ta giới thiệu thêm mấy cái nữa. Trong số các cái lệnh mà hiệu chỉnh màu thì ngoài lệnh level là một cái lệnh rất mạnh để mà chúng ta có thể cân bằng điểm sáng, điểm giá trị điểm sáng và điểm tối ở trong một bức ảnh, làm cho cái ảnh của chúng ta nó đạt được cái mức cân bằng đen trắng, điểm đen điểm trắng. Thì chúng ta còn có một cái lệnh nữa cũng gần tương tự như thế, đó là lệnh curve. Lệnh curve nó nằm ngay bên dưới lệnh level, phím tắt của nó là Ctrl M. Lệnh này thì khi chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái sơ đồ, nó nằm ở trong một cái hình vuông như thế này. Chúng ta sẽ có một cái đường chéo, cũng có một cái phần sơ đồ sáng tối ở trong cái bức ảnh. Chúng ta sẽ hiệu chỉnh bằng cách là bấm vào trong cái đường chéo này và chúng ta sẽ co kéo di dịch nó. Thế thì cái cách chỉnh ở đây thì chúng ta sẽ có thể là kéo như thế này hoặc là kéo xuống. Đó. Đầu này cũng vậy, có thể kéo theo chiều ngang hoặc có thể kéo theo chiều đứng. Thì trong cái cách điều chỉnh như thế này thì bằng cách là kéo cái sơ đồ đường chéo thế này thì chúng ta có thể là tăng hay giảm độ sáng tối cũng như là độ tương phản ở trong bức hình. Ví dụ đây, không những chỉ kéo thẳng, chúng ta còn có thể kéo cong, kéo chéo vào giữa thế này. Thì đấy là một trong những cách để mà chúng ta có thể là tăng hay giảm cái cân bằng sáng tối, dẫn tới cái tương quan ở trong bức ảnh nó cũng sẽ thay đổi theo. Và cái cách làm như thế này thì nó cũng có những cái giống như là cái bài trước, tức là chúng ta cũng có những cái symbol, các cái lấy mẫu điểm đen, điểm trắng, điểm trung bình. Và bằng cách như thế này thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh được những cái giá trị sáng tối ở trong bức ảnh. Đấy. Tuy nhiên là kéo bằng cái con trượt này thì nó sẽ dễ dàng hơn là lấy điểm. Bởi vì lấy điểm như thế này, nếu mà chúng ta lấy mà nó không đúng ấy, thì nó sẽ làm biến tông. Nó sẽ làm cho bức ảnh của chúng ta nó sẽ trở nên là nó không còn giống như là cái ảnh gốc nữa. Tất nhiên là ở trong một cái trường mực nhất định, nếu như mà chúng ta tìm kiếm một cái sự biến đổi, một cái sự thử nghiệm cho một cái bức ảnh thì đây cũng là một cái phương pháp không tệ. Đấy. Bằng cách là gia giảm những cái giá trị về, bằng cách là gia giảm những cái giá trị mà điểm sáng, điểm tối mà nó không theo quy tắc. Đấy. Thì chúng ta cũng sẽ làm cho bức ảnh nó có những cái sự biến đổi mà đôi khi nó tương đối là đặc biệt. Thế và ngoài ra thì chúng ta còn dùng cái này trong một số trường hợp nữa, tức là chúng ta dành cho cái công việc cụ thể, ví dụ như là in ấn chẳng hạn. In ấn thì nó có một cái vấn đề như thế này: mỗi một cái máy in thì nó sẽ có những cái điểm khác biệt, không máy nào giống hoàn toàn máy nào cả. Nó do nhà sản xuất, cái đặc trưng của cái dòng máy, của từng dòng máy, rồi thì máy lớn, máy bé, công nghệ cũ, công nghệ mới, rồi thì máy cũ, máy mới, thì máy nào sau một thời gian thì nó cũng sẽ hình thành ra một cái đặc điểm, đặc trưng rất là riêng biệt của máy đấy. Thế và khi mà chúng ta là cái người thiết kế và đưa sản phẩm của mình đi in thì qua một vài lần
chúng ta cũng có thể là rút tiền ra được cái đặc trưng riêng của cái máy đấy, hay là chúng ta nói nôm na nó gọi là bắt bệnh riêng của từng cái máy một. Máy này thì hay bị già màu vàng, máy kia thì hơi bị non màu xanh, ví dụ như thế. Thì in một vài lần, khi mà chúng ta đã biết được là nếu mà tôi đưa đi in ở nhà máy in này, ở cái máy cụ thể này, thì qua một hai lần tôi đã biết được là cái tật của cái máy đấy nó là cái gì, thì muốn hiệu chỉnh cho cái ảnh của chúng ta khi in ra, hay là sản phẩm của chúng ta khi in ra mà nó được thật hơn, thì chúng ta có thể dựa trên những cái thông số mà chúng ta đã rút tỉa được khi mà chúng ta quan sát cái sản phẩm thực tế thông qua vài lần, thì chúng ta có thể gia giảm nó. Ở đây thì vẫn là một cái ảnh RGB, tôi sẽ lấy mẫu một cái ảnh khác, ảnh CMYK đi. Sang thành một cái ảnh CMYK. Bây giờ khi mà chúng ta biết được cái tật của một cái máy nào đó rồi, thì chúng ta có thể là gia giảm, chúng ta xử lý ngay trong cái quá trình mà chúng ta thiết kế, để đảm bảo rằng là bù hoặc là giảm bớt những cái màu nào mà thiếu hoặc là bị già trong quá trình in thật ra ấy. Ví dụ như là tôi thấy là cái màu đỏ chẳng hạn, màu đỏ ở trong cái bản in thường là nó bị non một tí chẳng hạn, hoặc là già một tí, thì trong trường hợp mà mình đã biết được cái bệnh, bắt được bệnh thông qua một vài lần in rồi, thì mình có thể trực tiếp mình điều chỉnh nó trước một chút ở trên máy của mình để bù hoặc là bớt đi. Thế thì quá trình làm chúng ta sẽ làm như sau: vào email, vào adjustment, vào curve này. Ví dụ trong trường hợp mà chúng ta chỉnh mà chúng ta biết là màu đỏ hay bị già một chút, thế thì tôi sẽ chọn riêng cái kênh đỏ đó. Trong kênh đỏ này thì thay vì việc là tăng lên thì tôi sẽ làm sao ạ, giảm bớt đi đó. Khi mà tôi giảm bớt đi thì cái sắc đỏ của cái ảnh nó sẽ giảm bớt ở trên màn hình, nhưng mình biết là ví dụ như là khi mà in thực tế thì nó hay bị già lên một chút so với cảnh gốc của mình chẳng hạn, thì mình sẽ chủ động mình cắt bớt đi một tí. Đây cũng là một cái quá trình mà nó cũng phải có kinh nghiệm, chứ nó cũng không thể nào mà kéo một lần, chỉnh một lần mà xong đấy. Và thường thì cho an toàn, mình sẽ, nếu mà mình là khách hàng mà thường xuyên in ở đấy, thì mình sẽ hiệu chỉnh dần đấy. Ví dụ như là hôm nay mình giảm ít đó, nếu mà in nó vẫn già thì ngày mai mình lại giảm thêm một ít nữa so với lại lần trước đấy. Thì thông qua những cái bước làm lần lượt như thế, một lần, hai lần, ba lần, thì mình hiệu chỉnh và mình so sánh nó với lại cái sản phẩm in ra, với lại cái bản thiết kế gốc của mình, để cho tới khi nào mà mình cảm thấy là cái sự ra làm của mình nó đã thành một cái mức chuẩn, thì lần sau cứ đến cái sản phẩm đấy mà mình in ở nhà in đấy, in đúng cái máy đấy, thì mình đã biết bệnh rồi, mình chỉ cần hiệu chỉnh tăng lên hay giảm xuống theo cái cữ mà mình đã dò ra được, thì nó sẽ đảm bảo là cái sản phẩm của mình in ra nó sẽ ít bị biến màu hơn. Thế và sau khi mà chúng ta hiệu chỉnh xong, thì tất nhiên là ảnh thật của chúng ta ở trên màn hình thì nó sẽ bị non màu đỏ lên tí đó. Nhưng mà bù lại là cái sản phẩm thực, khi mà mình mát đến cái máy in đấy mình in, thì nó sẽ tự bị già lên một chút và nó cân bằng lại với cái phần mà mình đã cắt bớt đi là vừa đấy, thì nó sẽ làm cho cái hình ảnh của chúng mình nó sẽ thực tế hơn, giống thực tế hơn. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái vấn đề như thế này. Trong cái quá trình mà chúng ta làm việc ấy, thì nếu mà nói về mục tiêu,
nói về mục tiêu thì chúng ta cũng sẽ phải xem là tôi chỉnh một cái ảnh này để làm cái gì đấy. Nếu mà tôi xuất cái tài liệu tôi xem ở trên máy tính, tôi xem ở trên web, tôi đưa nó thành những cái tài liệu dạng EPUB, xuất lên internet vân vân, những cái đó thì hoàn toàn là chúng ta chỉ cần là để ở dạng RGB là xong. Tuy nhiên đối với cái ảnh CMYK thì rõ ràng là nó sẽ có những cái vấn đề rất rất khác. Và vừa nãy thì khi mà làm mẫu cho các bạn để mà chúng ta hiệu chỉnh màu để đi in chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy là có một cái vấn đề mà người làm dính dáng tới in ấn luôn luôn rất là lâu, đấy là việc khi mà chúng ta convert một cái ảnh sang chuẩn CMYK thì nó bị biến màu so với lại cái ảnh gốc. Và bây giờ chúng ta sẽ giải thích về vấn đề đấy một chút. Đây là ảnh gốc, ảnh của chúng ta đang là ảnh RGB đó. Bây giờ tôi sẽ duplicate nó lên và tôi để cho nó xếp song song hai cái ảnh. Khi mà tôi để song song hai cái ảnh như thế này thì hai ảnh này bây giờ cũng hiện tại hoàn toàn giống nhau đấy. Nhưng nếu như mà chúng ta làm thử một cái phép chuyển đổi màu thì chúng ta vào Image và Mode, trong Mode này thì tôi bấm vào CMYK. Đây là cái cách chỉnh mà nó đơn giản nhất. Và bây giờ mọi người cùng quan sát thì mọi người sẽ thấy là cái ảnh từ RGB chuyển sang CMYK màu bao giờ nó cũng bị đục hơn, tái hơn. Đó. Nó không được trong trẻo, nó không được sáng màu giống như là cái ảnh RGB, ảnh gốc. Và đây là một thứ mà khách hàng cũng rất là hay thắc mắc. Đấy. Tại sao ảnh của tôi đưa ra trông nó như thế này, tại sao in ra trông nó không được giống màu, tại sao nó lại xịn như thế kia, tại sao trông nó không được trong trẻo như cái ảnh gốc. Đấy thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta phải đối mặt khi mà chúng ta thực hiện việc hiệu chỉnh làm ảnh để mà in. Ở đây thì cái chuyện đổi màu hay là cái gì đó nó là cái điều gần như là đương nhiên. Vì sao? Vì là hai cái hệ màu nó là hai cái quy tắc khác nhau, và không gian màu nó có những cái phần mà nó lớn bé khác nhau. Những cái phần nào mà nó nằm chồng được vào nhau thì về mặt nguyên nguyên tắc hoàn toàn có thể có vớt qua nhau được, nhưng mà cái nào mà nó lại nằm ngoài cái phạm vi thì nó sẽ dẫn tới trường hợp là nó không vớt chuẩn được. Đấy, tôi lấy ví dụ như sau. Đây tôi sẽ giải thích luôn một tí nữa để cho các bạn có thể hình dung. Đấy, trước hết là chúng ta vẽ ra thử sơ đồ màu để giải thích về chuyện này. Tôi lấy ví dụ đây là một cái hình minh họa rất là đơn giản về cái hệ màu được gọi là hệ màu RGB. Đó, R, G, B. Đây là cái sơ đồ đơn giản về cái hệ màu đó. Bây giờ chúng ta lại vẽ tiếp một cái sơ đồ nữa về hệ CMYK. Giờ bạn sẽ thấy rằng là trong cái sơ đồ như thế này, khi mà chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ thấy một cái vấn đề là nó sẽ có những cái khoảng mà chồng vào nhau, khoảng nào màu nào mà nằm ở trong cái phần mà chồng vào nhau được như thế này thì về mặt nguyên lý là nó có thể còn bước qua lại giữa hai cái hệ màu và nó ít bị biến màu hay là tương đối chính xác khi
khi mà chúng ta convert từ cái hệ RGB sang hệ CMYK. Tuy nhiên là nó sẽ có những cái phần mà không gian RGB và không gian CMYK nó không trùng nhau. Tất cả những cái màu nào nó nằm ở trong những cái phần mà nó không trồng vào nhau được như thế này, thì đấy là cái lý do mà khi tức là nằm ngoài không gian màu có thể thể hiện đấy, và do đó thì nó sẽ có những cái biến màu là chuyện đương nhiên đấy. Gần như phiên dịch từ ngôn ngữ nọ sang ngôn ngữ kia không bao giờ nó chuẩn hết được à. Thế thì bây giờ thì mình sẽ làm thế nào, bài toán của chúng ta là làm thế nào để convert nó ít bị biến màu nhất. Thế nhưng mà để mà xem được cái này thì bây giờ chúng ta sẽ lại xem một cái ví dụ như này để hiểu được tại sao nó lại có thêm cái màu đấy nhé. Tại sao một cái lại là 4 màu, tại sao một cái lại là 3 màu. Này, bây giờ chúng ta cùng nhau xem. Về màu ấy, thì chúng ta lại phải hiểu khái niệm về kênh một chút. Layer chúng ta nói chuyện rồi, đó. Path chúng ta cũng đã nói chuyện rồi. Bây giờ chúng ta nói về channel. Thực ra thì channel thì chúng ta cũng đã làm việc với nó rồi, chứ không phải là không. Channel thì nó có hai nhiệm vụ. Một là hiển thị tất cả những cái giá trị màu sắc của một bức ảnh. Và hai là nó sẽ lưu giữ những cái vùng chọn. Tôi có một vùng chọn đây để nói rằng là thực ra là chúng ta đã làm việc với nó rồi. Tôi có một vùng chọn. Khi tôi chọn select, chọn shape selection, tôi ví dụ đặt tên là 1, ok, thì nó sẽ lưu ở đâu? Đây, các bạn sẽ thấy là nó lưu ở trong channel này. Bây giờ tôi vẽ cái thứ hai. Sinh ra cái vùng chọn ở đây. Khi tôi muốn tải một vùng chọn cũ thì tôi sẽ vào select, load selection, và tôi sẽ sổ danh sách ra. Tôi chọn một trong những cái vùng chọn được lưu ở đây. Ví dụ tôi đang có cái 1, bây giờ tôi chọn cái 2, bây giờ tôi chọn cái 1, nó sẽ tỏ cho tôi một số cái tùy chọn. New selection có nghĩa là nó sẽ tải vùng 1 này lên, và tất cả những vùng nó đang có nó sẽ hủy hết đi. Đó. Add to selection là thằng cũ và thằng mới cùng tồn tại song song, cộng thêm vào với nhau, giống như giữ ship ấy. Đấy. Còn subtract là hai thằng này giao nhau ở đâu thì cắt nhau đi ở đấy. Thế còn intercept thì nó sẽ giữ lại phần giao nhau và nó vứt đi những phần nào không giao nhau. Đấy, ví dụ như thế. Thì chúng ta thấy là các cái vùng chọn này thực ra nó rất giống như những gì mà chúng ta đã từng nói với nhau. Chỉ có điều là bây giờ chúng ta biết rõ thêm một điều là cái vùng chọn này khi được lưu thì nó lưu ở đâu. Thế đấy là vai trò của cái vùng chọn được lưu ở trong cái channel. Thế còn về cái vai trò của các cái kênh này thì nó đóng vai trò gì? Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau xem. File, open, đây, và cũng đúng cái này. Chúng ta sẽ cùng nhau xem là một cái ảnh mà ở dạng RGB thì nó sẽ có 4 kênh tất cả. Một kênh nó gọi là kênh tổng hợp. Gọi là kênh RGB. Một kênh là kênh R hay là RES. Đó. Đây. Một kênh Green và một kênh Blue. Đấy, RGB hay là RGB chính là bắt nguồn từ 3 cái màu này. Và khi mà chúng ta trồng 3 cái màu này vào với nhau thì nó sẽ tái tạo đầy đủ tất cả những màu mà chúng ta nhìn thấy được ở trên màn hình. Thế thì bây giờ tôi bật từng kênh lên thì tôi sẽ được nhìn thấy cái gì? Đây là kênh Red, đây là kênh Green và đây là kênh Blue. Các bạn sẽ thắc mắc là tại sao Red mà lại đen xì thế, Green cũng đen xì thế, Blue cũng đen xì thế, tại sao nó lại không có màu? Thì thực chất ra nó không phải là diễn tả màu ở đây, mà nó diễn tả về cái điểm màu hay là những hạt mực màu sẽ in như thế nào. Ở đây là mật độ các hạt màu.
màu đen hay màu trắng là để nó chỉ về cái vấn đề là chỗ nào nhiều hạt mực màu khi in và chỗ nào ít hạt mực màu khi in, chỗ nào mà đậm đặc màu, chỗ nào mà nhiều hạt màu thì nó sẽ là có màu đen đậm, chỗ nào mà ít hạt màu, hạt hạt màu nó ít thì nó sẽ có tính chất xám xám, chỗ nào không có cái gì cả thì nó sẽ trắng. Thực ra cái chuyện này chúng ta có thể hình dung rất là đơn giản cái này thôi. Ví dụ các bạn muốn tô kín một chỗ, một cái diện tích trong thực tế nhé, đúng không? Các bạn sẽ tô như thế nào? Các bạn sẽ tô như thế này, đúng không? Tô chéo, tô chéo, tô chéo, tô đi tô lại cho tới khi nào mà nó phủ kín hết thì thôi, đúng không? Hoặc là chúng ta có thể là gì đây? Chấm 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 cho tới khi nào mà nó phủ kín thì lúc đấy chúng ta sẽ thấy được cái màu đó một cách đậm đặc, không xuyên qua được nữa. Còn nếu như mà tôi chấm ở một mức độ mà mật độ mà nó vẫn còn thưa, có nghĩa là chúng ta vẫn thấy được cả màu và chúng ta cũng thấy được cả cái nền giấy trắng ở dưới đó. Thế thì khi mà chúng ta làm việc với lại một cái hình như thế này thì người ta in ra thì người ta sẽ in lần lượt 3 màu à 4 màu đó. Thế còn ở đây thì là trên màn hình thì là nó sẽ bắn các cái tia điện tử vào trong trong màn hình để nó tái tạo lại các màu. Thế thì mật độ cái hạt màu này chỗ nào nhiều chỗ nào ít thì nó sẽ diễn tả bằng cái độ đậm, thấy không? Đấy, chỗ nào càng đậm có nghĩa là mật độ cái hạt màu ở đấy nó càng nhiều. Trên màn hình thì là hạt hạt màu, thế còn ở máy in thì nó là hạt mực. Đấy. Thế còn thằng CMYK thì nó có 4 cơ chứ không phải là 3, tại vì là nó có 4 kênh màu tất cả. Ở đây chúng ta sẽ thấy là C là cyan xanh, M là magenta màu đỏ, đó, Y là yellow và B là black, à, K là black. Đấy. Thế còn tại sao nó lại là không phải là B black? Tại vì là đơn giản là cái thằng này nó lại chiếm mất cái chữ B rồi, blue này nó lại chiếm mất chữ B rồi, cho nên là cái thằng này không thể lấy chữ B được, nếu không nó sẽ gây nhầm lẫn và do đó thì nó sẽ lấy cái từ cuối thay vì từ đầu trong cái từ black đó. Thế thì chúng ta sẽ thấy là cái quá trình mà in, thực ra về mặt lý thuyết thì ba màu cyan, magenta và yellow này về mặt lý thuyết thì nó cũng đã đủ để tái tạo ra tất cả các màu rồi. Nhưng sự khác biệt ở cơ chế giữa màu ánh sáng, tức là màu RGB đó, với lại cái màu mà mực in là màu CMYK thì nó dẫn tới một cái vấn đề là về mặt lý thuyết thì như vậy, nhưng trong thực tế thì nó không được giống như chúng ta mong muốn, bởi vì là cái hệ màu mực in của chúng ta là nó làm từ khoáng chất ra, mà khoáng chất thì không có cái tính chất là tinh khiết hoàn toàn. Do đó về mặt lý thuyết, mặc dù là ba màu này nếu mà chồng lên nhau 100% nó phải tạo ra màu đen đen tuyền, nhưng mà thực ra thì chúng ta cũng chỉ được một màu đen nhờ nhờ đen theo kiểu nước cống thôi, chứ nó cũng được đen theo kiểu gỗ mun này, này đen tóc đấy. Và do đó thì người ta phải bổ sung thêm một cái kênh đen nữa để mà giải quyết cái vấn đề là tăng hay giảm độ đậm. Đây, bây giờ các bạn quan sát thử một tí nhé, tôi sẽ giải thích cho các bạn hình dung kỹ hơn như thế này. Đây là một cái file mới tinh với cái hệ màu là CMYK. Bây giờ nếu mà tôi bật channel này lên thì rõ ràng trên từng cái này là chưa hề có tí mực màu nào cả, và do đó chúng ta cũng không thấy màu gì hết. Bây giờ tôi bắt đầu bằng việc tô. Bây giờ tôi tạo ra một cái vùng chọn này. Này, ví dụ một vùng chọn. Bây giờ tôi bắt đầu tô vào đây bằng màu đen lên cái xe.
Nhớ là bây giờ chúng ta làm việc ở trong kênh nhé, channel nhé. Edit này, fill này. Tôi tô vào đây bằng màu đen. Black. Ở trong kênh thì chúng ta nhìn thấy là như thế này. Nhưng lúc mà chúng ta ra layer thì chúng ta sẽ thấy là màu xanh. Vì sao? Quay trở lại khái niệm vừa nãy. Cái này nó chỉ giải thích rằng là tôi tô kín, tôi tô đậm đặc cái màu xanh ở đây. Bây giờ tôi lại làm tiếp thao tác nữa. Lúc này tôi sẽ tô vào kênh magenta. Sau khi tô xong, chúng ta quay trở lại với thằng CMYK, quay lại layer thì chúng ta sẽ thấy đây là màu xanh, đây là màu đỏ magenta. Bây giờ tôi đã làm việc tiếp với thằng thế đấy ạ, thằng yellow. Đây, tô vào yellow, edit, fill, black. Bây giờ chúng ta quay trở lại thì chúng ta đang nhìn thấy thế đấy ạ, vàng, xanh, đỏ. Thằng này cộng với thằng này sẽ ra thằng xanh lá cây. Thằng này cộng với thằng này sẽ ra cái màu xanh tím này. Thằng này và thằng này ra màu đỏ cờ. Và về mặt nguyên lý thì chúng ta sẽ có là khi ba cái màu này chồng vào với nhau thì nó sẽ ra màu đen. Nhưng ở đây chúng ta nhìn thấy màu đen này, màu đen nó cũng nhờ nhờ thôi, nó không được đen hoàn toàn. Do đó thì bây giờ tôi sẽ làm thêm một cái thao tác là tôi bổ sung thêm cái kênh cái màu đen vào đây. Đây, trong màu đen edit fill và chúng ta tô tiếp black vào trong cái phần này. Bây giờ chúng ta xem trước và sau này. Chúng ta cùng nhau xem tắt hay bật cái này, nó sẽ tạo ra một cái màu đen hoàn toàn khác. Đó. Rất khác luôn. Đây mới gọi là đen đậm, đen hết độ của nó. Chính cái màu đen này sinh ra chẳng qua là nó để giải quyết gì đấy, thiết lập cái độ đậm cho cái bức ảnh. Một cái bức ảnh thì ngoài các giá trị màu ra thì nó còn có hai thứ là sáng và tối. Đó. Sáng thì do mực đen hay màu đen để mà điều chỉnh. Tuy nhiên là như các bạn vừa mới thấy là khi mà tôi không sử dụng cái kênh black này thì màu đen rất là kém, nhờ. Do đó thì nó không ăn thua, nó sẽ tạo ra một cái gì đó nó nhợt nhạt đấy. Và việc bổ sung kênh đen này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là điều chỉnh được cái độ đậm của màu khi in ra. Thế còn trắng thì do hay là tăng độ sáng. Độ sáng thì thực ra là chúng ta đã có giấy rồi. Màu giấy chính là để giải quyết cái phần sáng. Một khi tô không kín, tô ở một cái mật độ hạt màu mà mỏng thì chính cái sự phản quang ngược lên của cái màu giấy nó đã tạo nên cái độ sáng cho màu rồi. Thế thì bây giờ cái việc mà hiệu chỉnh này đấy, tại sao phát sinh ra cái màu đen, nó chính là như thế. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem cái quá trình mà mô phỏng lại thì nó như thế nào nhé. Ở đây các bạn có thể vào phần preference. Trong preference này thì các bạn sẽ tìm tới cái bảng lệnh và chúng ta sẽ xem là có một vài cái thiết lập để hình dung ra này. Ở trong cái thẻ thứ hai này nhé, interface, khi mà chúng ta mở cái phần preference này ra thì có một cái checkbox ở dưới này chưa được đánh dấu. Nó là tên là Show Channel in Color. Nếu tôi đánh dấu cái này thì các bạn sẽ thấy được cái màu sắc nó nằm ở trong kênh như thế nào.
Đấy nha, đánh dấu này. Ok này. Và bây giờ nếu như tôi bật cái ảnh này lên. Này, các bạn sẽ thấy rằng là lúc này thì nó sẽ hiển thị cái màu tương ứng của cái mực ở trên kênh. Và khi tôi bấm vào đây thì các bạn cũng sẽ thấy lần lượt rằng là khi tôi in một cái màu nào đó ở trên máy in offset, nếu mà in một màu duy nhất thì trông nó như thế nào. Đây, các bạn cũng sẽ nhìn thấy là những cái chỗ mà trước đây chúng ta thấy đen đậm thì bây giờ nó tương ứng với chỗ là đây đây, nhiều màu, nhiều cái màu đấy một cái đậm đúng không? Ở kênh đỏ thì nó sẽ là đỏ đậm, ở kênh xanh thì chỗ nào mà nhiều màu xanh thì nó sẽ xanh đậm đó, chỗ nào mà không có tí xanh nào thì nó sẽ trắng hoặc là nó gần như trắng đó. Đây vàng cũng thế, đây đen. Thế thì khi mà người ta bật một kênh lên, bây giờ mô phỏng này hai màu này chồng vào với nhau này, nếu như trong in ấn thì nó cũng sẽ như thế này. Đây, bạn chạy một lượt màu xanh trước này, đây, sau đó thì đưa tiếp cái bản đã in màu xanh chạy qua lượt màu đỏ này, nó chồng thêm màu đỏ vào, nó tạo ra màu thế này. Đến màu thứ ba nó sẽ tạo như này, nhưng tất cả mọi thứ nhờ nó chưa đủ cái độ sâu, nó chưa đủ chắc màu, và đến lúc tôi phải bổ sung thêm cái màu đen này vào thì lúc ấy nó mới tái tạo được đầy đủ màu như thế này. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta lại có cái màu, thêm một cái màu black vào trong cái hệ màu in ấn CMYK. Mặc dù về lý thuyết rõ ràng là CMY đấy, ba cái màu đấy là đủ rồi, đủ để tái tạo rồi, nhưng mà trong thực tế thì các bạn thấy đấy, do màu đen nó không đủ độ đậm cho nên là mọi thứ màu khi mà pha ra nó rơi vào cái tình trạng là nó không đủ độ đậm, nó bị nhờ. Và đấy là lý do tại sao trong cái công nghệ in offset người ta buộc lòng là phải tăng thêm một cái kênh màu đen là vì thế. Chứ còn lý thuyết thì hai thằng, một thằng thì cứ ba màu chính cộng vào với nhau thì sẽ ra màu đen, một thằng thì ba màu chính cộng với nhau sẽ ra màu trắng, một cái là theo cái hệ màu cộng, một cái là theo hệ màu trừ. Đấy, màu trừ là bọn in, màu cộng là màu ánh sáng, là bọn RGB đấy, nó phân tích ra theo cái dải quang phổ của vòng. Thế thì đấy là cái lý do mà chúng ta thấy là nó hơn kém nhau thêm một kênh. Thế nhưng mà bây giờ quay trở lại, sau khi giải thích với các bạn là tại sao nó lại bốn màu, thì chúng ta sẽ giới thiệu một cái cách thức nào đó để mà chúng ta convert một cái màu mà nó ít bị biến. Thế thì convert màu ít bị biến thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Thay vì việc là convert thẳng cái này, bây giờ tôi bỏ cái này đi. Bật thằng này lên, nhân 3 và lại đặt song song. Ok, bây giờ hai cái này là giống nhau hoàn toàn, đúng không? Thay vì việc là convert thẳng bằng cái lệnh image mode này và luôn luôn bị tái màu. Tái thì cái chuyện đó thì các bạn thấy rõ thôi, tại vì là chúng ta đang thêm màu đen vào. Đấy, màu đen vào thì nó làm cho mọi thứ nó bị xịt đi, nó bị tái đi. Thế bây giờ tôi sẽ không làm cách này nữa và tôi hướng dẫn các bạn làm một cái theo một cách khác để mà chúng ta giải quyết cái vấn đề là làm sao cho nó đỡ biến màu. Đó. Đây, để xử lý cái vụ ít biến màu thì chúng ta không vào email, không vào mode và chuyển trực tiếp từ RGB sang CMYK nữa, mà chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn chọn Edit. Trong Edit này thì các bạn sẽ tìm tới cho tôi cái lệnh là Convert to Profile. Các bạn cũng làm theo đi, mở thử một cái ảnh ra giống như tôi sẽ làm từ từ để chúng ta cùng làm luôn. Sau khi mà chúng ta chọn lệnh Convert to Profile, nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái bản thoại cùng tên.
ở trong bảng này nó đang chỉ đích danh là cái profile màu này là cái profile đang được Photoshop áp dụng để mà convert màu chuyển từ hệ nọ sang hệ kia. Hiện tại thì chúng ta không xài cái thằng này nữa. Trong trường hợp mà chúng ta làm như thế này, chúng ta sẽ sổ danh sách ra và chỉ định màu khác. Sổ danh sách ra, không chọn bất cứ cái nào ở những cái cho sẵn này. Bây giờ các bạn chọn cho tôi cái lệnh là gì đây? Custom CMYK, tức là tự mình sẽ xử lý nó. Nó sẽ đưa ra cảnh báo, kệ xác nó, không cần quan tâm. Ok đi. Và nó lại mở tiếp ra bảng thoại thứ hai. Trong bảng thoại thứ hai này thì chúng ta sẽ sổ cái danh sách ở phần in option, cái trường in color. Bây giờ sổ danh sách ra. Và lúc này thì chúng ta không sử dụng cái đang được gán nữa, mà chúng ta xuống dưới thêm 3 cái nữa. Đó, xuống cái Toyo in này. Đây có chữ web offset này. Đấy, các bạn chọn cái này cho tôi. Đây cái gốc này nhá. Đấy. Chúng ta xuống đây. Sau khi mà chúng ta chọn cái này thì chúng ta sẽ thiết lập lại cái giá trị ở đây chuẩn standard này 12% này. Cái này cứ để nguyên thế đi. Cái mà chúng ta cần điều chỉnh nhiều nhất chính là cái phần black in limit. Cái giá trị, cái mật độ màu đen khi mà tham dự vào trong cái bản in này nó sẽ tác động rất là nhiều tới cái việc là màu nó biến ra làm sao. Và bây giờ chúng ta sẽ ra giảm cái tham số này. Tất nhiên là có một cái quy tắc nào chuẩn để áp dụng cho tất cả các ảnh không? Thì thực ra là không, tại vì là mỗi ảnh nó sẽ có một tông màu khác nhau. Đấy. Và ra số chúng ta cũng sẽ phải dựa trên thực tế để mà chúng ta ra giảm cho nó phù hợp. Tuy nhiên ở trong một mức độ nào đó, bằng cách là thử nghiệm đi thử nghiệm lại nhiều lần thì người ta cũng sẽ rút ra được một cái tỷ lệ tương đối là ổn để mà có thể áp dụng nhanh được cho tất cả mọi thứ. Thế còn trong trường hợp sử dụng xong cái đó, nếu mà thấy nó vẫn còn chưa được ổn hoàn toàn thì lúc này chúng ta sẽ ra giảm thêm bằng cách là cộng thêm hay bớt đi xung quanh cái con số mà người ta đã tốn rất là nhiều lần để người ta tìm tòi ra được vậy. Thì các bạn có thể đưa cái tham số này về cỡ độ khoảng từ 10 cho đến 12% ở cái phần black in limit. Đấy, đây là con số mà nó tương đối là chính xác cho nhiều trường hợp. Đấy, nhưng không phải là hết tất cả. Những trường hợp nào mà chúng ta áp dụng rồi mà nó vẫn còn bị biến, mà nó vẫn không chưa được như ý, thì lúc này chúng ta sẽ ra giảm thêm các cái giá trị quanh chạy quanh con số này. Đấy, thêm bớt xung quanh con số này để chúng ta tìm ra một cái tham số chuẩn nhất, cụ thể nhất trong một cái. Đấy. Còn đây là một tham số chung mà mình có thể gần như là vào cái mình có thể gõ nhanh ra đây, rồi sau đó thì mình dựa trên quan sát để mình ra giảm thêm. Đấy, sau khi mà chuyển đến đây, nhấp OK, OK thêm lần nữa và chúng ta so sánh thử. Nếu bây giờ tôi lại mở thêm một cái ảnh nữa, đúng không? Đây, bây giờ tôi mở thêm ảnh nữa, Image Duplicate. Đó. Cái này tôi sẽ convert bằng cái cách là chuyển thẳng, đúng không? CMYK. Đấy, và bây giờ tôi sẽ sắp xếp ba cái thằng này. Đây, thằng gốc này, đó, thằng gốc ở bên phía tay phải, thằng convert theo cái cách cổ điển, theo cách đơn giản đó là vào email mode và chuyển thẳng từ RGB sang đèn CMYK và thằng nằm giữa, và thằng mà làm theo cách convert profile mà chúng ta vừa mới thí nghiệm vừa nãy thì nó là bên tay trái. Còn sau một chút thì các bạn cũng sẽ thấy là cái màu sắc nó cũng sẽ có những cái điểm khác nhau, đúng không? Sao? Bên trái nó đúng rồi, bên trái nó sẽ giữ được cái độ sáng, độ tươi của cái cây còn tốt hơn là cái giữa. Cái ở giữa là cái cách mà chúng ta vẫn làm theo cái cách cổ điển, tức là con có thẳng cổ từ
từ cái menu event đấy, và không can thiệp, nó muốn ra cái gì thì nó ra đó. Thế nhưng mà nó những cái trường hợp như thế thường thường là màu xanh, nhất là màu xanh cỏ, thì các bạn thấy cực kỳ rõ là nó bị cua đấy, nó bị xịt, nó bị úa màu so với cái ảnh gốc. Thế còn trong cái trường hợp mà chúng ta sử dụng cái lệnh convert to profile thì cái màu nó sẽ giữ được cái sắc sáng hơn, trong trẻo hơn so với lại cái cách mà chúng ta convert trực tiếp. Tất nhiên là nó còn phụ thuộc tương đối nhiều vào cái màn hình các bạn nhìn đó. Ở đây thì thừa thì trên cái màn hình lớn, mà chúng ta quan sát thì có vẻ như là cái màu xanh của cái bản convert nó còn xanh hơn cả bản mẫu đó, nó còn rực hơn cả bản mẫu. Nhưng mà trên cái máy của tôi thì là vừa rồi, nhìn là vừa rồi. Thì cái này thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề, gọi là cân chỉnh màn hình và đạt được một cái độ chính xác cao nhất có thể. Nên mà dù sao đi nữa thì chúng ta cũng thấy rằng là với cái cách chúng ta tự can thiệp convert to profile đấy thì nó sẽ giúp cho chúng ta thuyết phục khách hàng dễ hơn đấy. Nếu mà so sánh hỏi khách hàng sẽ chọn cái nào, chắc chắn khách hàng sẽ chọn cái cách convert to profile chứ không phải cái cách mà convert trực tiếp như thế kia, tại vì thường là convert trực tiếp mà nó bị xịn. Thế thì đấy là một phần cái cách để mà chúng ta có thể là convert màu làm sao mà nó ít bị biến, còn bảo không bị sao cả thì sẽ mất rất nhiều công đấy, mất rất nhiều công thử đi thử lại để mà chúng ta có thể là tìm được một cái phương án khả thi. Không có một công thức hoàn hảo, tại vì mỗi một bức ảnh nó sẽ là một tông khác nhau đấy, và những cái tông như thế thì nó cũng sẽ đòi hỏi những cái sự hiệu chỉnh riêng thì nó mới giữ được cái sắc của nó.